Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay anh em chúng tôi lại đi chơi, nhưng kỳ này là đi chơi Cần Giờ thôi. Và ông cụ vẫn là người tài xế. Và tài xế này chạy trong thành phố Hồ Chí Minh thì ông cụ chưa biết đường cũng nên cũng hỏi lung tung hết, không? Hơi nervous một chút nhưng mà ok thôi, rất là dễ thương. Cả nhà đi chơi xuống Cần Giờ. Tôi rất là nervous. Nhưng mà sao mà chạy ở ngoài kia là chạy tới 200 cây số giờ luôn vậy, bay luôn. Mà trong này thì là chạy có 100 cây số giờ vậy. Ông đang nervous. Không thiệt, tập trung lấy, không được. Đi chơi thì phải được cười chứ. Nhưng mà ông đừng làm người ta không cười. Khóc. Anh không kể anh. Em thấy cả trong phòng này cười quá trời nè, trong chiếc xe này ai cũng cười hết. Đi tới Cần Giờ thì đi qua phà. Bây giờ xếp hàng đi lên phà. Phà ở đây cũng ít thôi, đâu có đông lắm đâu. Anh xuống mua này, anh xuống mua. Đây nè, người ta tới, người ta hỏi nè. Rồi. Đây. Ủa, xe đạp là 2.000 thôi. Ở đây mua vé đi phà, chiếc xe này là 29.000. Còn bên kia chút xíu đó là vé bán cho người đi bộ và xe đạp là 2.000. Xe máy là 4.500. Xe máy và người ngồi đằng sau là 6.500. Có giá để rất rõ ràng như vậy đó. Còn cái đoạn này thì tôi chỉ biết rằng là xe hơi của chúng tôi đi là 29.000. Bây giờ sắp sửa lên trên phà rồi. Lần đầu tiên tôi đi xe đi xuống dưới phà ở Việt Nam. Đây là phà. Lần đầu tiên tôi đi ở đây. Thì nó cũng giống như bên Mỹ, phà này nó cũng bằng như vậy à. Nhỏ hơn ở Texas Tour chút xíu. Nhỏ hơn với phà bên Mỹ chút. Nhỏ hơn cái chiếc tà phà bên phà Texas chút. Nhưng mà cái này thì lại đi nhanh hơn là tại vì ít người đi hơn. Đi xe hơn thôi. Nhưng mà chắc xe gắn máy thì nhiều. Đó, phà đi vô như vậy. Đây là phà ở Cần Giờ. Đó là ông xuống xe chỗ này nè. Ông đứng ông quay bờ rồi đừng có đủ được hết nè. Phà Cần Giờ đây. Rồi, đậu xe vô. Cho nên không có đợi lâu. Họ chỉ cho mình đậu. Họ chỉ vô đậu ở đây, sát vô. Sát vô nữa. Đậu lên thẳng ở trên đầu tiên. Đó. Lần đầu tiên tôi đi có xe nhá, đi lên phà ở Việt Nam. Ở đây là phà ở Cần Giờ để đi qua xuống dưới kia. Hôm nay đi chơi với ông Nam Sơn, Nguyễn Tấn Trí và gia đình. Ở đây là phà đây. Rồi quý khán giả thấy hình ảnh đây như vậy đó. Đó. Ở Cần Giờ. Đây là một huyện của thành phố Hồ Chí Minh. À, vui rồi đó, đi trải nghiệm cho biết cuộc sống ở Việt Nam như thế nào khi đi qua phà. Đi xuống Cần Giờ chơi là tại vì muốn đi chơi cho biết. Nghe nói hải sản ở đó cũng ngon nữa. Mình đi chơi Cần Giờ phải không Đạt? Nghe nói hải sản ở đó ngon không? Đạt thích không? Chưa đi hả? Đạt lần đầu tiên đi phà này luôn phải không? À, đó, thấy không? Đi cho biết, thấy không? Đi cho biết phà như thế nào và xuống Cần Giờ chơi cho biết nha. Và đây là quang cảnh ở trên phà. Xe hơi và người đi bộ cũng như mọi người đã tập trung nơi đây. Bây giờ phà chuẩn bị là rời khỏi bến ở đây. Có một người cười lắc đầu ở trong này.
đây đó, thấy không? Pha bắt đầu rời bến đó, đang bắt đầu chạy đây. Thấy ông anh của tôi ngồi ở đây đó, ngồi ở đây đây, pha bắt đầu rời bến. Và bắt đầu rời bến. Một chiếc nhập vào vào bến. Đó là một cái chiếc đang từ từ nhập bến, không? Còn chiếc này thì chạy ra. Đang từ từ rời bến. Từ đây tôi thấy một cái cầu đang xây. Cái nhịp chính giữa chưa có xây xong. Họ đang bắt nhịp. Nếu mà bắt nhịp xong rồi đó thì coi như là có cầu băng qua sông Sài Gòn đây, nối vùng đất liền này. Quá tuyệt vời luôn, thấy không? Đất nước của chúng ta ngày càng phát triển. Rõ ràng là xây cất nhiều lắm. Tôi đang ở trên phà đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Giờ nha. Ở đây bắt đầu có những sự xây cất như đằng sau tôi thấy có một nhịp cầu đang chính giữa chưa có xong. Nhưng nếu nay mai xây xong thì có con cây cầu bắc ngang qua sông Sài Gòn luôn. Ở đây rất là đẹp. Ở đây là cảnh rời khỏi bến phà để đi xuống dưới huyện Cần Giờ. Và đây là phà mà tôi đang đi. Nó cũng giống như phà ở Galveston, Texas đó. Nó nhỏ hơn chút thôi, nhưng vậy là ở đây rất là đầy đủ rồi. Vì nhu cầu ở đây không có nhiều xe hơi, đa số là xe gắn máy và người đi bộ. Xe hơi cũng có, chỉ cần một chiếc này là thôi là đủ chở cái đoạn mà hồi nãy đợi á, là đi liền thôi à. Ở đây thì tàu đó đã bắt đầu chạy ra ngoài này rồi. Không ngờ con sông này nó cũng rộng lớn dễ sợ luôn á. Có cầu bên kia luôn hả? Chắc thì trong tương lai cũng xây cầu cống đầy đủ hết luôn. Đi từ Nhà Bè rồi bây giờ là bên phía này á là Cần Giờ. Tàu chở chúng tôi, đây là phà đó, phà chở chúng tôi sắp sửa cập cảng Cần Giờ bên phía này đó. Cảng Cần Giờ bên phía này, đây là bên phía Cần Giờ. Còn chúng tôi đi từ Nhà Bè đi ngang qua. Lần đầu tiên đi phà từ Nhà Bè tới Cần Giờ. Đằng sau tôi là cái cảng để mà phà cập bến Cần Giờ đó. Đó, hình ảnh đây. Và bây giờ là nhiều người chuẩn bị là để mà chạy lên khi mà tàu cập bến nha. Đó, họ chuẩn bị hết, tôi giờ cũng phải chuẩn bị lên xe để chạy thôi. Đây, người và xe chuẩn bị xuống phà. Mình mà không chạy là không biết cái nào. Đó, đi cho biết. Chỗ có bãi diễn ở hồi xưa đó. Chỗ có bãi diễn ở hồi xưa hả? Giờ mới biết. Chứ hồi xưa thì nghe bãi diễn ở rừng sát mà chả biết. Giờ mới biết rằng là mình đến ở đây. Huyện Cần Giờ kính chào quý khách kìa, thấy không? Đó, và xe bên cạnh là đứng đợi để lên phà. Đợi cũng không bao nhiêu hết á. Còn đây là xuống cái phà. Đây là cảnh mà đi phà từ Nhà Bè tới huyện Cần Giờ.
Hồi xưa chỗ này là rừng sát rồi, nhưng bây giờ dân về khai thác rồi, nhà xe cất lên rồi. Lại đằng kia là rừng không? Lại đằng kia còn rừng lắm hả? À, rừng hoàn toàn, 500 rừng. Nhưng mà chỗ này thì đã khai thác rồi đó. Chỗ này thì đã khai thác rồi. Để nó gần sông nè, khai thác. Đường đi từ Phà mà tới Cần Giờ rất là đẹp như vậy đây. Rất là đẹp. Rộng rãi nữa. Đường ở đây. Đường ở đây đẹp thiệt cái chứ. Hồi xưa ở đây là rừng sát, nhưng bây giờ người ta khai thác nhiều rồi. Giờ là người ta sát rừng. Giờ thì giờ sát rừng đó. Ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí nói hồi xưa là rừng sát, bây giờ là sát rừng nha. Dân số Việt Nam đông thì chỗ nào cũng khai thác hết. Đang đi về Cần Giờ. Đi qua đây rừng sát vẫn còn nguyên trinh nhiều lắm. Rừng chưa có khai thác. Rừng ở đây chưa có khai thác, còn bên phía kia cầu thì khai thác nhiều rồi. Rừng sát ở đây chưa có khai thác nên nhìn rất là đẹp, còn trong lắm. Đây là rừng sát. Ở phần trên thì đã bị khai thác nhiều rồi. Hình ảnh đang đi Cần Giờ, nhìn thấy ở đây sắp sửa tới đảo Khỉ, rất là đẹp. Đây đẹp thiệt cái chứ. Đẹp lắm. Cái ống này là ống dẫn dầu, không biết dầu từ đâu tới vậy ta? Dầu hay nước? Không biết nữa, chưa hiểu. Tại tôi nói ngoài này là thiếu nước, nó không có nước ngọt, thành ra nhiều khi nó dẫn nước thôi, chứ đâu có nhà máy dầu ngoài này đâu. Cũng chưa biết cho nên là mai mốt tìm hiểu thêm. Đây là đường đi ở đây đẹp thiệt đấy chứ. Đường là ba làn bốn bên. Chạy như vậy là bá cháy luôn. Sắp sửa tới đảo Khỉ luôn rồi. Đây là rừng sát. Tôi không hiểu hồi sao hồi xưa tôi thấy chữ rừng sát là viết chữ T. Mà ở đây mấy cái móc, cục móc bằng đá lại thấy chữ D, chữ rừng sát là thấy chữ C. Cũng lạ thiệt. Ở đây người lớn tuổi có uy tín nhất là ông Trí. Ông biết ông Trí biết tại sao khác biệt vậy? Tôi không biết luôn. Tôi không biết luôn hả? Chết không đi chứ. Chữ T với chữ C tại sao bây giờ lại khác nhau vậy ta?
Hôm nay thứ bảy 15 tháng 6 trưa, tôi đang có mặt ở rừng Sác. Đây là cột mốc đường rừng Sác, km 28, căn cứ rừng Sác 06 km. Đó, hôm nay đi chơi Cần Giờ nên là đi qua rừng Sác. Và ở đây thay đổi rất là nhiều nên tôi rất là ngạc nhiên khi mà đường xá ở đây xây rất là rộng như vậy, mỗi bên ba làn. Ở đằng xa kia đó là xe chúng tôi đậu ở đó để tôi quay khúc phim ở đây. Đây là đường xá ở đây nè, đó, rất là tuyệt vời. Để biết là hồi xưa rừng Sác và bây giờ đó là đã thay đổi rất là nhiều. Hồi xưa ở đây có căn cứ cách mạng ở đây nữa. Đó. Hôm nay là thứ bảy 15 tháng 6 năm 2024. Tôi tới rừng Sác ở gần huyện Cần Giờ rồi. Và đây là vào đảo Khỉ, nhưng đây cũng là di tích lịch sử, nơi căn cứ của những người cách mạng hồi xưa. Đây là đường vào đảo Khỉ luôn. Ở đằng sau tôi rõ ràng là tấm bảng là đường vào đảo Khỉ, nhưng đây cũng là di tích lịch sử hồi xưa. Đường xá ở đây phải nói là họ làm rất là đẹp. Đây là rừng Sác gần huyện Cần Giờ rồi. Đường vào khu du lịch đảo Khỉ. À, trong này có khỉ. Cả ngày đang lấy cái kiếm xuống ngang nó giật mắt ra. Dạ dạ. Ở trong này có khỉ, vô chơi cho biết nha. Hôm nay đi du lịch đảo Khỉ. Ở rừng Sác này. Đây cũng là gần khu chiến tích của đó, thấy chưa? Đó. Đó, nhà hàng rừng Sác nè. Đó. Và ở đây chưa gì là thấy khỉ rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó. Dễ đâu. Hôm nay đi du lịch rừng Sác vào đảo Khỉ. Mấy con khỉ ở đây nó dữ lắm. Trời ơi là trời, nó giật đồ kinh khủng luôn. Láng tráng một cái là nó giật mất cái điện thoại luôn. Mấy con khỉ này nó giật cái túi bánh potato của Đạt mất rồi hả Đạt ha? Chưa gì nó giật mất liền à, khiếp khủng lắm. Bây giờ là phải canh chừng mấy con khỉ này mới được nha. Nay đi chơi rừng Sác là phải cẩn thận với mấy con khỉ này. Đó. Nó phá quá, mấy con khỉ này nó dữ thiệt. Ở đây là đảo Khỉ. Thấy con khỉ chưa? Chú khỉ đừng có nghịch nữa. Mà giật mất cái nón của người ta rồi, đang gặm kìa. Kỳ cục thì thôi á. Ở đây khỉ nhiều mà, đảo Khỉ thì phải có khỉ chứ. Đảo Khỉ mà không có khỉ thì sao thì gọi là đảo người hả? Khỉ này dữ lắm. Đây là khu căn cứ quân sự hồi xưa của những chiến sĩ cách mạng ở đây. Nên còn thấy có những cây súng còn nguyên ở đây nè, thấy không? Đại bác nè. À, đó. Ở đây là rừng Sác và đảo Khỉ. Khỉ ở đây cũng nhiều lắm mà nó dữ lắm, nó nghịch lắm. Láng tráng chút xíu là nó giật mất đồ. Quay điện thoại như thế này đây mà không cẩn thận là nó giật mất luôn. Nên phải có những người đứng chung quanh để bảo vệ Hùng Béo. À, phải canh me, không thì khỉ nó kiếm chuyện. Ở đảo Khỉ thì phải có khỉ. Đây, khỉ quá trời luôn. Đó, khỉ nè, còn khỉ con nữa kìa. Đó, khỉ mẹ, khỉ con. Đó, đó, khỉ mẹ và khỉ con nè. Và nó giật đồ nè. Rồi, có con khỉ con ở đằng sau cái cây kia nữa kìa. Đó, thấy không? À, khỉ nè, đó. Đây là đi chơi đảo Khỉ ở rừng Sác
nhiều khỉ lắm. Ở đây là đảo khỉ nhiều khỉ lắm. Đáng chán chút xíu là nó nhảy lên nó giật mất cái điện thoại. Nên phải cẩn thận. Cầm đồ ăn là nó nhảy lên nó giật mất liền thôi. Mấy con khỉ con ở đây chơi. Tắm ở ở đây à, ở cái khe này đây. Nhảy xuống đùm đùm nhảy tắm mà đó. Nhảy mấy con nhảy lên trên cao, trèo lên cao rồi nhảy xuống cái đùm mà này nè. Đó, coi cái anh này nè, sắp sửa rồi. Sắp sửa nhảy xuống. Anh nghịch nhảy xuống tắm. À. Coi cái anh này nhảy xuống cái bụng bên nào. Ở đây nhiều khỉ chứ. Quá trời nhiều. Ở đây có quầy bán vé cano. Chắc vào đây mua vé để đi cano. 800.000 một chuyến đi tối đa 8 người ạ. À. Bao nhiêu? 800.000 một chuyến đi tối đa 8 người. Dạ, 800.000 một chuyến đi tối đa 8 người. Ở đây là trạm xá của chiến khu hồi xưa đó. Và ở đây thì lúc nào cũng có khỉ hết. Láng chán chút xíu là chú khỉ nhảy lên giật đồ của mình. Đây, đây là một chú khỉ nữa. Đó. Mà giữ thiệt á. Vừa thấy nó giữ đầu, nhậm chân nó một cái đi, bắt đầu khe ra, nó nhào vô, không mà chứ nó không. Đây là chiến khu hồi xưa và là đảo khỉ. Tham quan ở nơi đây cho biết anh khỉ này ngồi mình như vậy đó. Sao con? Rồi giấu rồi ăn, ăn mình. À, coi kìa thấy con khỉ này đặt tên là con khỉ cô đơn được không? Ôi giời ơi, buồn ngủ. Mai. Mặc bộ thì khỉ ở đây đầy hết à, ở trong kia cũng đầy hết kìa, quá trời kìa. Ở đây khỉ lớn, khỉ nhỏ nè. Khỉ to, khỉ bé nè. Khỉ con nè. Khỉ đực nè, khỉ mẹ nè. Khỉ quậy nè, khỉ hiền khô nè. Khỉ đạt nữa. Có khỉ nè, khỉ hình khô một mình nè, đó, đứng gãy đầu nè. Và khỉ này là khỉ đẹp nè. Sao? Hình như là có họ hàng gì, bà con gì đó, hay là anh em gì với khỉ nè, đó. Nó không? Quá trời. Dạ. Quá trời bầy khỉ ở đây. Nó có nhiều con lắm. Hai mẹ con khỉ ngồi đứng đây cũng hay nhà. Nó canh nó nhục đó. À. Ở cặp này nó ít giữ, mấy con kia nó lão luyện lắm, nó giữ phía ngoài á. Tại nó ăn nó giật đồ quen á, nó giữ ở trong này nó đỡ hơn. Hai mẹ con nè. Hai mẹ con đó. Con khỉ con nhỏ nhỏ thấy dễ thương không? Đó. Bám theo mẹ kìa. Đằng sau tôi là tấm biển khu bảo tồn cá sấu hoang dã. Ở đây tôi đứng ở trên cái đoạn cầu. Đoạn cầu ở đây. Đó, như vậy á, thì mới được an toàn. Đây là khu bảo tồn cá sấu hoang dã. Đi vào nơi đây lỡ có con cá sấu nó táp một cái thì cũng mệt. Nên đi ở trên cầu này cho chắc ăn nha. Ở đây hôi, hôi các cái thứ khỉ, nhiều thứ hôi lắm, khỉ đây nhiều lắm, cá sấu nữa. Đang đi trên cầu này, lại thấy một chú khỉ, nhưng theo những lời hướng dẫn, thì không đứng gần nó để nó giật mất cái điện thoại của tôi thì uổng lắm. Còn có một anh khỉ đang ở ngay chỗ đó đó, nên cũng phải cẩn thận nó giật á. Đi ngang của anh khỉ này là phải cẩn thận. Tại nó giật lẹ lắm. Khỉ ở đây nó rất là nhanh. Mình không có giật lại nó đâu. Nó giật là nó chạy là xong luôn. Đó, khỉ ngồi đây nó này, nhiều lắm. Ở đây có chú khỉ cõng con đi kìa. Rồi cả hai cùng uống nước. Hay không? Đó.
cả hai cùng uống nước nè, khỉ cổng con đi à. À. Xe chở đồ ăn xuống cho khỉ, khỉ chạy lại tới đông lắm. Thế là bu xung quanh xe đưa đồ ăn. Tới giờ ăn trưa, ăn ổi, cà rốt, rồi ăn chôm chôm, dưa leo, trái cây là ăn hết. Đứng gần gần là nó giật đồ, không khéo rồi nó quẹt mình cái, mình cũng xước da mất công lắm. Đó anh đó. Dạ. Con nó ăn cầm củ cà gót đó. Về nó dành đồ ăn xong nó dí rồi, không dí rồi. Xe đưa đồ ăn xuống cho khỉ. Trời ơi, khùi khỉ chạy lại tới để ăn. Quá trời. Khỉ chạy lại tới để lấy đồ ăn. Dành đồ ăn nhau à? À, dành đồ ăn. Quá trời. Đưa đồ ăn ra là nhảy tới kìa. Đưa đồ ăn kìa đó. Ồ, rau cái gì đó đủ thứ hết. Ồ, trái cây. Trái cây. Đó, cà rốt gì, trái cây đủ thứ gì đó. Khoai gì đó, biết. À, cà rốt nè, cái này là cà rốt. Cà rốt, ổi. Quá trời. Bầy khỉ bu lấy cái bịch đồ ăn ra. Trời ơi là trời. Quá trời rồi đó. À, chôm chôm. À. Giật, giật chim chôm chôm. À, chôm chôm. Đó. Chôm chôm. Xe đưa đồ ăn tới cho nên khỉ bu tới đây quá trời. À, nó đang chôm chôm. Chôm chôm cái nó quăng dục hết nè. Ây da. À, nó ăn ổi, ăn đủ thứ hết. Và nó dữ lắm. Ở đây là đảo khỉ. Chúng tôi thăm đảo khỉ xong rồi. Trong đó nhiều khỉ lắm. Thôi đi về, đi tới Cần Giờ chơi nha. Ở đây là đảo khỉ, khu chiến khu hồi xưa. Có bệnh xá đầy đủ hết, khỉ nhiều lắm. Láng chán cái là giật mất đồ. Nên rất là phải cẩn thận thôi. Bây giờ tiếp tục đi du lịch. Bắt đầu tới Cần Giờ đây. Đi thẳng thì tới ngay cái mũi Cần Giờ luôn ha. Cổng chào huyện Cần Giờ. Đó, đi vào huyện Cần Giờ đây. Trước khi vào cũng thấy nhiều căn nhà to, nhiều lâu đài cũng đẹp lắm. Đó,
chút xíu nữa quay ra Bến Tre ra biết. Ở đây mình biết rồi, lát mình quay trở lại tao không muốn quay quay. Đây là cảnh huyện Cần Giờ nha. Đây tới chợ Cần Giờ rồi. Đó, chợ Cần Giờ ở đây. Ở đây là chợ Cần Giờ thì cạnh đó có thấy miếu Hải Thần, lãng ông thủy tướng. Chúng tôi tới chợ Cần Giờ nhưng lại không thích. Chị Hà nói ở chợ Hàng Dương. Chúng tôi đã tới chợ Cần Giờ nhưng thấy hải sản không có thích lắm. Chị Hà chỉ nói rằng là ở chợ Hàng Dương, cũng ở Cần Giờ, nhiều hải sản hơn nên mới dẫn tới đây. Đây là chợ Hàng Dương. Trước chợ Hàng Dương lại có một khu resort à. Đây là khu resort ở trước chợ Hàng Dương. Đó là khu resort đây. Đây, khu resort ở nơi đây với tên gọi là Kangyo Resort. Thì tôi tới nơi đây mục đích là vào chợ hải sản Hàng Dương xem thử như thế nào nha. Bây giờ đi vào trong cùng với mấy người đang ở trong đó để mua hải sản. Đây là quang cảnh chợ hải sản Hàng Dương. Đó. Ở đây thì có các đồ hải sản. Đó. Có tôm hùm, có đầy đủ hết. Hải sản ở đây. Đi chơi cho vui thôi. Để xem thử như thế nào ở đây. Đó, đồ còn tươi sống. Đồ ở đây như vậy là nhiều, tha hồ mà ăn. Ở trong đây họ làm đồ ăn cho mình luôn. Tôi thấy có những cái món cũng lạ. Như ở đây có cái loại ốc vòi voi nhỏ. Rất là ngộ nghĩnh. Họ làm sẵn ở đây. Em đi chợ Hàng Dương ở đây, mấy người bán hàng ở đây á, họ chào hàng mà không thấy anh mua. Họ nói nghe thấy buồn cười lắm, em nói sao? Hay họ thấy họ anh đi ngang mà họ anh không chịu mua, họ vô họ nói xui thiệt chứ, bực mình xui thiệt chứ. Tức là ông Hùng là một cái miếng thịt béo bở của dân bán hàng ở đây mà ông không chịu mua hàng thì là người ta xui quá. Chứ mà ông mà vô mua một cái là mừng thịt, là mổ bụng, mừng thịt có gì lấy đó, mổ hết luôn. Ở đây tôi thấy có bãi biển Cần Giờ chứ. I love Cần Giờ kìa. Hôm nay là trưa thứ bảy 15 tháng 6 năm 2024. Bãi biển Cần Giờ. Biết chỗ này nay mai xuống đây tắm, khỏi cần phải đi Vũng Tàu cho xa. Tắm ở đây cũng được. Đó, bãi biển Cần Giờ. Ở đây thì có công viên luôn nè. Sát cạnh bên bãi biển Cần Giờ. Yeah.
chỗ này chắc tắm cũng được, tại vì thấy để là phải cẩn thận nên chỗ này chắc cũng tắm được thôi. Ở đây tôi thấy có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, chú ý đề phòng tai nạn đuối nước, như vậy là có thể bơi được. Hôm nay rất là vui được gặp fan ở tại biển Cần Giờ nha. I love Cần Giờ ở đằng sau. Đây là anh Nhật với chị Hạnh. À, tụi tôi đi ngang qua thì gặp anh Nhật với chị Hạnh chụp một tấm hình lưu niệm. Đó, xin chào chị Hạnh nè, ở đây nè. Cảm ơn anh. Xin chào anh Nhật nè, đó không? Đây là hâm mộ anh lâu lắm rồi đó. Anh thành cứng luôn á. Sáng mai chị sẽ thấy cái này lên. Dạ, rồi. Rồi. Ở đây Cần Giờ là thấy còn rất là hoang sơ, rất là đẹp, nghe không? Hoang sơ, cái cảnh của hoang sơ rất là tuyệt vời. Anh làm cái dự án ở đây là làm sao? Nhật ơi, anh Hùng thấy cái núi bên kia thì không biết rõ, Nhật nói đó là gì vậy? Đó là thành phố Vũng Tàu nha anh Hùng. À, thành phố Vũng Tàu. Cho nên là tại Cần Giờ mình nay mai là sắp tới là phát triển dữ dằn lắm. À. Hiện tại bây giờ là có một cái bến tàu. À. Là bây giờ anh Hùng đi xe hơi xuống bến tàu đó là trong vòng 30 phút là anh Hùng có mặt tại Vũng Tàu rồi. Ồ, đã dễ sợ ta. Dạ. Vậy bãi sau nằm ở góc nào vậy Nhật? Bãi sau là đường Trần Phú, Vũng Tàu anh. À đúng rồi. Dạ. Rồi bãi trước nằm ở phía bên kia đúng không? Dạ, bãi phía là đường Thị Vân. Rồi, cảm ơn chú Nhật rất là nhiều nha. Hôm nay bất ngờ phải không? Bất ngờ gì mới vui đó. Dạ. Rồi. Đi chơi Cần Giờ đã rồi, bây giờ trở về thì phải qua phà. Đây là chỗ phà Bình Khánh. Sắp sửa lên phà để về lại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là không được lên luôn. Hả? Đó, rồi. Bây giờ vào phà. À, còn đủ chỗ cho mình. Wow. Còn đủ chỗ cho mình đi. Còn đủ chỗ cho mình đi để về thành phố. Mình còn hên. Mình là cuối cùng. Ừ. Trời ơi, chứ bây giờ phà bắt đầu rời bến để về lại bên phía Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì đông lắm. Xe của tôi là xe chót nên cũng còn may. Và về tới quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì mưa to quá, phải tấp vô đây để mà đợi tạnh mưa mới dám lái xe về tới Thủ Đức. Như vậy là cuộc đi chơi ở Cần Giờ đã xong. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.